Thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa là khép lại năm 2023. Thời điểm này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn để kích cầu mua sắm cuối năm, cũng như tích cực tham gia các hoạt động kết nối giao thương để tìm kiếm khách hàng và mở rộng hợp tác kinh doanh. Tham gia triển lãm tại sự kiện Business Matching lần thứ 5 của BNI vùng Hồ Chí Minh 6. Ngoài những chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng nhân dịp cuối năm, ZK Auto cũng mong muốn mở rộng hợp tác, kết nối kinh doanh ở lĩnh vực phụ kiện xe ô tô và dịch vụ chăm sóc xe chuyên nghiệp với các showroom xe, các công ty cho thuê xe du lịch. Hiện ZK Auto là đối tác chiến lược của một số showroom hãng xe và thương hiệu lớn như Mitsubishi, MG, Mazda. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, ZK Auto hy vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đáp ứng mọi phân khúc khách hàng. Trong tương lai gần, đơn vị này còn hướng đến việc nhượng quyền thương hiệu, đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp, mang dịch vụ nâng cấp xe hơi cao cấp đến khách hàng khắp mọi miền đất nước. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề lĩnh vực nội thất ô tô cũng như là đội ngũ kỹ thuật hơn 20 năm trong ngành, thì ZK Auto tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, chế độ bảo hành uy tín, hậu mãi và chất lượng kỹ thuật thi công đảm bảo an toàn cũng như là được hỗ trợ bảo hành toàn quốc ở trên thị trường Việt Nam. Kế hoạch của ZK Auto trong thời gian sắp tới là sẽ nâng cao tay nghề cũng như là mở rộng thêm tất cả các chi nhánh ở trên tỉnh thành để cho phục vụ gần nhất các bà con cũng như là anh em ở các tỉnh. Một gian hàng cũng để lại nhiều ấn tượng cho khách tham quan khi đến với sự kiện Business Matching lần thứ 5 của BNI vùng Hồ Chí Minh C6 là khu vực chụp ảnh doanh nhân concept Giáng sinh của thương hiệu Aerial Media. Được biết, đây là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông media sự kiện, chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê phim trường studio, cho thuê thiết bị ghi hình. Ngoài ra, Aerial Media còn có ekip chuyên quay chụp sự kiện, chuyên quay clip viral, quay quảng cáo TVC chuyên nghiệp, có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Aerial Media được vận hành bởi giám đốc điều hành bà Đồng Thị Thu Hiếu cùng đạo diễn hình ảnh và đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, giàu kinh nghiệm, trang thiết bị chuyên nghiệp và hiện đại. Sắp đến, Aerial Media sẽ triển khai thêm dịch vụ setup livestream cho các doanh nghiệp có nhu cầu giới thiệu sản phẩm của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là xu hướng sẽ bùng nổ trong tương lai gần mà các doanh nghiệp đang hướng tới. Đại diện Aerial Media cho biết, đơn vị không chỉ cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm mà còn tập trung vào việc mang lại giá trị thực sự, đóng góp vào sự phát triển thương hiệu cũng như hiệu quả kinh doanh cho các đối tác và khách hàng của Aerial Media. Với phong cách thiết kế thời trang, khỏe khoắn, năng động, gian hàng thời trang thể thao, thương hiệu Rudo rất được nhiều khách hàng khó tính, doanh nhân thành đạt, những người yêu thể thao đón nhận và yêu thích. Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng đỉnh cao, giá thành hợp lý, Rudo luôn nghiên cứu và đổi mới công nghệ nhằm cho ra những sản phẩm tối ưu về chất lượng, tiện dụng khi dùng và cạnh tranh về giá cả để giúp các khách hàng có nhiều trải nghiệm hơn với những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Rudo luôn muốn lan tỏa tinh thần cao đẹp trong thể thao đến cộng đồng trên mọi lĩnh vực ngành nghề. Chị Ánh Sinh, người sáng lập và điều hành thương hiệu Rudo chia sẻ: ở đâu có thể thao, ở đó có tinh thần của Rudo. Rudo không chỉ là sản xuất trang phục thể thao mà còn có một hệ sinh thái về các sân tập, các sân thi đấu, từ phong trào cho đến chuyên nghiệp. Rudo mong muốn lan tỏa một tinh thần thể thao, tạo ra một thương hiệu Việt với chất lượng đỉnh cao mà giá thành hợp lý cho người Việt Nam và mọi người chơi thể thao. Kế hoạch và mục tiêu trong thời gian tới của Rudo đó là chúng tôi sẽ nghiên cứu những công nghệ mới, cho ra những dòng sản phẩm mới đa năng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, người dùng có thể mặc ở những hoàn cảnh khác nhau, chơi thể thao trong nhà, ngoài trời, hoặc là có thể mặc đi gặp bạn bè, gặp người thân, đi camping, picnic. Đồng thời là Rudo sẽ phát triển một cái hệ sinh thái gồm các sân tập tennis, sân tập pickleball và một cái học viện academy đào tạo về thể thao. Bên cạnh thời trang thì lĩnh vực làm đẹp luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm khi mà hầu hết mọi người đều mong muốn thay đổi diện mạo của mình với hy vọng sẽ đón nhận những điều may mắn trong năm mới. Thấu hiểu được nhu cầu này, đại diện Canary Beauty, bà Hoàng Yến chia sẻ:
Với mong muốn mang đến cho phụ nữ Việt sắc đẹp và sự tự tin, Canary Beauty đã ra đời với sứ mệnh mang thanh xuân về cho bạn. Khắc phục những khuyết điểm về da, nám lâu năm, nám chân đinh, bớt chàm bẩm sinh bằng các công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia uy tín nhiều năm kinh nghiệm. Công ty của chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong chương trình thực hiện thay đổi làn da, thay đổi cuộc đời. Và với sứ mệnh trong chương trình này, chúng tôi mang đến giá trị nhân văn cho những cái người phụ nữ, đặc biệt là bị khiếm khuyết trong cái làn da của mình, mặc cảm tự ti với cuộc sống. Và công ty của chúng tôi tài trợ 100% chi phí điều trị và tất cả các sản phẩm trong suốt quá trình điều trị cho những người phụ nữ khao khát muốn được thay đổi cuộc đời. Với tình hình kinh tế không ngừng phát triển thì công ty của chúng tôi cũng không ngừng đổi mới và nâng cấp lên để mong muốn rằng mang đến những cái sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất đến với tay của khách hàng. Và công ty của chúng tôi cũng liên tục mở rộng những cái mạng lưới phân phối sản phẩm và dịch vụ đến với tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Có thể thấy, thời điểm cuối năm cũng là lúc mà các doanh nghiệp du lịch tung ra các gói kích cầu với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Với thế mạnh về đặt tour trong và ngoài nước, cùng nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ đặt phòng, đặt vé máy bay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Kết nối Phương Đông cũng đã lên kế hoạch từ sớm và xây dựng nhiều chương trình hấp dẫn để phục vụ du khách dịp cuối năm. Đại diện công ty cho biết, các sản phẩm của Kết nối Phương Đông đều được xây dựng dựa trên tính thực tế, bám sát với nhu cầu của khách hàng, với mục tiêu du lịch là thoải mái, tận hưởng từng phút giây. Nòng cốt và cái thế mạnh lớn nhất của Kết nối Phương Đông Travel chúng tôi đó là chuyên về dòng nghỉ dưỡng cao cấp, các resort lớn và những cái thương hiệu lớn ở tại Việt Nam và thế giới. Chúng tôi hơn 10 năm kinh nghiệm về vấn đề tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong vấn đề là đặt phòng khách sạn resort trong và ngoài nước, với lại hơn 5 năm kinh nghiệm để tổ chức các tour tham quan đi nước ngoài. Và thế mạnh của tôi hơn nữa là nắm bắt cái yêu cầu mong muốn của khách hàng để mà thiết kế sản phẩm phù hợp với lại cái nhu cầu từng đối tượng khách hàng của chúng tôi. Bên cạnh lĩnh vực làm đẹp thì hiện nay, thị trường ngành vật liệu xây dựng cũng đang diễn ra rất sôi nổi do nhu cầu về xây dựng, sửa chữa nhà cửa tăng cao, cùng với việc nhiều công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đại diện thương hiệu đá nhân tạo Nung Kết Lama cho biết, khách hàng hiện nay rất chú trọng đến việc lựa chọn những sản phẩm để trang trí cho căn nhà của mình. Và đá nhân tạo Nung Kết Lama hiện đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn vì chất lượng vượt trội và tính thẩm mỹ cao. Được biết, Lama là một loạt các sản phẩm nung kết công nghệ Ý, đa dạng về mẫu mã, kích thước và là một trong những bề mặt tốt nhất hiện có để trang trí mặt bàn, tường và các không gian sống khác. Với giá cả hợp lý, hàng trăm mẫu mã đa dạng, chính sách cam kết bảo hành hỗ trợ khách hàng thay đá mới trong vòng 15 năm nếu sản phẩm bị phai màu hoặc thấm ố. Lama đang dẫn đầu thị trường đá ốp lát nhân tạo và là sự lựa chọn tối ưu nhất cho quý khách hàng là chủ đầu tư các công trình dân dụng, dự án, biệt thự, các đơn vị thiết kế kiến trúc, nội thất. Hệ thống kho đá Lama hiện tại có 11 chi nhánh trên toàn quốc trải dài từ Bắc đến Nam, chuyên cung cấp cho thị trường các sản phẩm đá tự nhiên, nhập khẩu đến từ Ấn Độ, châu Âu, Trung Quốc. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có sản phẩm đá nhân tạo Nung Kết Lama là một sản phẩm được công ty chúng tôi mang về thị trường Việt Nam trong vòng 2 năm nay và đã gây được một tiếng vang rất lớn trong ngành đá ốp lát cũng như ngành kiến trúc và xây dựng. Công ty Lama chúng tôi rất là hân hạnh được tham gia triển lãm Business Matching lần này, được kết nối giao lưu cùng với các ngành nghề khác cũng như là các đơn vị anh em trong lĩnh vực xây dựng, và đã tiếp thêm cho chúng tôi một cái nguồn năng lượng mới và những ý tưởng mới trong cái kế hoạch kinh doanh sắp tới. Trong tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp trên toàn quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản. Trước vấn đề đó đặt ra cho xã hội và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, những thách thức phải tập trung nghiên cứu, hợp tác chuyển giao công nghệ để đưa ra những sản phẩm tối ưu cần thiết cho thị trường. Đến nay, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Construction đã không ngừng nỗ lực và từng bước trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc đưa ra giải pháp phòng cháy chữa cháy toàn diện, từ thiết kế đến thi công và cung cấp giải pháp, thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoại, hệ thống mạng, hệ thống camera an ninh giám sát của các hãng lớn và uy tín trên thế giới, làm đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thế mạnh của bên mình là về thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đưa ra được các cái giải pháp về tối ưu về phòng cháy chữa cháy. Thứ hai là chúng tôi có phân phối độc quyền của các cái sản phẩm
hệ thống báo cháy không dây. Kế hoạch sắp tới là chúng tôi sẽ đưa ra sản phẩm bán ra thị trường. Số 1 là sản phẩm về thiết bị cháy không, báo cháy không dây. Số 2 là thiết bị về ngăn cháy. Ngăn cháy bao gồm cửa chống cháy, cửa cuốn chống cháy, vách kính chống cháy, rèm cháy và ống gió chống cháy. Thứ 3 là sản phẩm về sơn chống cháy. Đó là sản phẩm dự tính sắp tới của chúng tôi đang chuẩn bị tung ra thị trường và để đáp ứng với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.